chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang xem kênh Nhà đất Bình Phước Quốc Hương nha. Dạ thì hiện tại em đang có mặt tại ấp 9 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Và trước mặt em đây là trường học của xã Thanh Hòa của mình ha. Và hiện tại thì học sinh đang học ở phía bên trong nha quý cô chú anh chị. Và cái hướng đường của em đang quay đây ha, thì là đường trục chính của ấp 9 xã Thanh Hòa, và sẽ di chuyển ra được DT759B đường quốc lộ. Và từ đây di chuyển ra ngoài quốc lộ thì khoảng 3,5 km nha quý cô chú anh chị. Và cái hướng ngược lại của mình ha, là đây là cái ngã tư, là cái khu chợ nhỏ của ấp 9 xã Thanh Hòa nha quý cô chú anh chị. Và cái hướng này thì sẽ di chuyển ra được xã Tân Tiến ha. Và trước mặt em đây thì cũng có những quán tạp hóa nè, rồi khu chợ nhỏ xung quanh của mình. Và đây là cái cổng chào ấp 9 nha quý cô chú anh chị. Còn cái hướng bên tay trái của em thì sẽ di chuyển vào trong Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hòa nha. Và bây giờ em sẽ di chuyển vào trong lô đất của mình để quay cho quý cô chú anh chị xem lô đất ha. Và ở đây thì quán tạp hóa và những quán ăn rồi tập trung ở đây rất là nhiều quý cô chú anh chị. Và lô đất của mình thì cách cái cổng chào của ấp 9 xã Thanh Hòa này khoảng 500m thôi ha. Và lô đất của mình hiện tại là có cây ăn trái nha quý cô chú anh chị. Và khoảng là được 30 cây ổi ha, chắc tầm 15 cây tắc và được 3 cây sầu riêng ha. Và ổi của mình thì được, nói chung là ổi Đài Loan ha, và đã cho thu trái rồi nha. Và lô đất của mình thì hiện tại là tọa lạc tại cái mặt tiền bê tông này ha, và cũng thuộc ấp 9 xã Thanh Hòa của mình luôn, và cách cái đường nhựa em mới di chuyển vào là 200m, và dân cư hai bên đường là hiện hữu nha quý cô chú anh chị, và điện cáp wifi thì đầy đủ luôn nha. Và cái đường của mình, đường bê tông này thì hành lang lộ giới 3m, xe hơi di chuyển thoải mái luôn. Dạ thì hiện tại em đang có mặt tại lô đất của mình rồi nha quý cô chú anh chị. Và lô đất của mình thì là mặt tiền đường bê tông ha, và hành lang lộ giới là 3m, và xe hơi di chuyển thì thoải mái nha quý cô chú anh chị. Nhìn thì nhỏ vậy thôi tại vì cỏ nó mọc hai ven đường á, nhưng mà thực tế ở ngoài là đường bê tông của mình 3m nha quý cô chú anh chị. Thì lô đất của mình thì ở đây thì dân cư hiện hữu là xung quanh luôn đó quý cô chú anh chị. Phía trong là còn rất là nhiều hộ dân ở bên trong ha. Và đây là những cái nhà đối diện cái lô đất của mình nè. Và lô đất của mình thì trên đất là có sẵn đường điện luôn này nè quý cô chú anh chị ha. Có đường điện rồi, và chủ nhà cũng có làm hàng rào ha, và đây có cổng ha, kéo lưới kẽm gai hết luôn rồi ha. Và trên đất của mình hiện tại là có trồng cây ăn trái nha quý cô chú anh chị, trồng ổi Đài Loan và sầu riêng Thái ha. Sầu riêng thì được 1 năm tuổi rồi quý cô chú anh chị, còn ổi thì đang cho trái luôn nè. Và lô đất của mình thì được 22m mặt tiền bê tông này nha quý cô chú anh chị. Thì từ ngay cái chỗ tại em chỉ đây ha, ngay cái cổng rào của mình, và qua phía bên cái hàng rào cuối bên kia ha là 22m, và sâu vào là cạnh bên này là 50m nha quý cô chú anh chị, và cái cạnh bên kia là 72m, và nở hậu ra là 1689m2 nha quý cô chú anh chị, tức là gần 2 sào ha. Và trên đất có sẵn nguồn thu cho mình luôn. Thì bây giờ em sẽ di chuyển vào trong lô đất để quay cho quý cô chú anh chị mình xem cho rõ hơn ha. Đây ổi của mình đây quý cô chú anh chị, thì hiện tại ổi của mình thì cũng đang cho trái nè ha. Và ở đây của mình thì được 4 hàng ổi đó quý cô chú anh chị. Và chủ có trồng thêm 2 hàng tắc nữa ha. Tắc thì cũng đang cho trái luôn nè. Thấy ha, đang cho trái rất là nhiều luôn. Và ổi của mình thì đang cho trái, nhưng mà sầu riêng thì mới 1 năm tuổi thôi quý cô chú anh chị. Và đất của mình thì hiện tại ở đây thì nói chung là cũng bằng phẳng hơn tất cả những lô đất xung quanh nha. Và sầu riêng của mình đây 1 năm tuổi nhìn rất là tốt nha quý cô chú anh chị. Đây, ổi của mình đang cho trái nè. Đây em chỉ cái ranh bên này cho quý cô chú anh chị xem cho rõ ha. Nói chung là cũng có sẵn nguồn thu trên đất. Thì nói chung chủ hôm nay gửi em bán với giá là 400 triệu 3 sổ, còn thương lượng nha quý cô chú anh chị.
Đây cái ranh bên này của mình nè quý cô chú anh chị, hai tay anh chị này ha, và chạy dài xuống cái cạnh bên này là 72 mét ha. Và đây là có trồng tắc nè, sầu riêng nè, ở đây sầu riêng thì cô cũng có đắp luống lên rồi ha. Thì cái sổ thì em cũng có đưa lên, thì quý cô chú anh chị nhìn cái sổ thì sẽ biết rõ cái hình dạng lô đất của mình nó như thế nào nha. Dạ thì cái lô đất của mình thì đi xuống phía dưới này thì nó sẽ bóp eo lại là được còn 5 mét nha quý cô chú anh chị. Hơn 5 mét, 5,5 mét. Và lô đất của mình đặc biệt là view suối, ôm mặt suối là được 40 mét đó quý cô chú anh chị. Cô mới xịt cỏ nên nhìn nó hơi đất nó cũng hơi xấu đó quý cô chú anh chị, nói chung cỏ chưa chết hết nữa đó. Và lô đất của mình hôm nay thì thuộc hướng Tây Bắc nha quý cô chú anh chị. Và chất đất thì chất đất là chất đất đen xỏ cơm ha. Và cách đường nhựa chỉ có 200 mét thôi quý cô chú anh chị. Thì ban đầu em cũng có quay cái chỗ trường học cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Thì lô đất của mình mà di chuyển ra ngoài phía trường học á, thì khoảng 500 mét nha. Và cách đường quốc lộ thì khoảng 4 km thôi quý cô chú anh chị. Và từ cái vị trí của em đang đứng đây chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng chừng 158 km ha. Và di chuyển về Bình Dương là 102 km. Và di chuyển về Đồng Xoài là 74 km nha quý cô chú anh chị. Và đây là cái eo nè. Cái eo của mình ngay cái cọc này nha quý cô chú anh chị. Và đi qua tới cái hàng rào này là khoảng 5,5 mét ha. Và bung qua chỗ này cái hàng rào của mình đây là 40 mét. Ở phía sau này thì cô không có trồng ha. Phía sau này thì cô chỉ có trồng một ít xả trên đất mình thôi. Đây, cái của mình là tới phía trong kia luôn. Đất ở phía sau này thì hoàn toàn là đất trống. Dạ thì quý cô chú anh chị xem hết video mà có yêu thích lô đất này thì nhớ là liên hệ với em qua số điện thoại là 0967 557 282. Em sẽ gửi thông tin, hình ảnh, sổ sách và vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị mình tham khảo nha. Thì lô đất mình, em nói lại diện tích nha, là 22m, dài 72m, một cạnh 51m, nở hậu ra là 1689m² nha quý cô chú anh chị. Và có sẵn nguồn thu ở trên trên đất của mình luôn ha. Và giá thì chủ gửi em bán với giá là 400 triệu, còn thương lượng bao sổ sách cho mình luôn. Thì cái suối của mình ở đây nha quý cô chú anh chị, nói chung là suối cũng nhỏ thôi ha. Thì mùa nắng thì chắc cái suối này thì nó sẽ cạn đó quý cô chú anh chị. Nè, đây là một cái đường suối rất là nhỏ ha. Và nó sẽ ôm qua phía bên kia luôn. Và suối này nó sẽ thông ra ngoài cái suối lớn ở phía ngoài ấp 9 nha quý cô chú anh chị. Và lô đất của mình thì hôm nay á, thì tọa lạc tại ấp 9 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ha. Và cái khúc sau đuôi đất của mình thì chủ nhà có làm một cái hồ, cái ao nuôi cá nè quý cô chú anh chị. Hiện tại đang nuôi cá rất là nhiều luôn ha. Này, cá nó nổi trên mặt nước rất là nhiều quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có mua lô đất này về thì có thể là để đầu tư cũng được ha. Và để ở thì em thấy cũng rất là thích hợp luôn. Có cây ăn trái nè, có ao sẵn là mình nuôi cá thôi ha. Và nếu mà lúc cô chú anh chị mua thì bên chủ nhà sẽ đo ranh cắm mốc lại cho bên mình nha. Và sẽ kêu địa chính vô đo đạc lại cho bên mình và bao sổ sách hết cho mình. Nên quý cô chú anh chị yên tâm về vấn đề pháp lý nha. Dạ thì quý cô chú anh chị cũng xem hết video của em rồi. Nếu mà yêu thích video của em thì nhớ cho em một nút like nha. Và đăng ký video giúp em với nha. Và lô đất của mình thì em thấy là hiện tại là không tranh chấp nha quý cô chú anh chị, không vướng quy hoạch và không có mồ mả gì ở trên đất ha. Nói chung là đất mình hoàn toàn là đất sạch nha quý cô chú anh chị. Và có sẵn điện trên đất rồi ha, gần đường nhựa, gần trường học ha, gần khu dân cư,
và em thấy cái giá này thì cũng khá là hợp lý. Thì quý cô chú anh chị nếu mà thiện chí mà là muốn hỏi thăm về lô đất thì đừng quên alo cho em nha. Số điện thoại em có ghim trên video rồi. Và đến đây em xin kết thúc video tại đây nha quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem hết video của em. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha.